Mọi người thân mến, mình đang có mặt ở trên cầu Pông Nớp. Cầu Pông Nớp có nghĩa là cầu mới, gọi là cầu mới nhưng thực ra nó là một trong những cây cầu hiện tại là cổ nhất của thủ đô Paris. Nó được xây vào thế kỷ 17. Và phía xa kia là tháp Eiffel, rồi là đây là con đường mà chạy dọc sông Seine này, người ta đi bộ, người ta đi dạo, tập thể thao rất là nhiều. Nhiệt độ ở Paris lúc này bây giờ đang là khoảng 13 đến 15 độ, tương đối lạnh. Mặc dù bây giờ đang là tháng 5 rồi, cuối tháng 5 rồi nhưng mà trời âm u và rất là lạnh, và hôm qua thậm chí còn có mưa nữa cơ. Và nói chung là mọi người đi lại, nhiều người phải mặc áo len rồi. Mình thì không mặc áo len đâu, mình chỉ mặc cái áo sơ mi thôi. Có một cái khăn quàng cổ nhưng mà cũng không đeo làm gì cả, bởi vì là đi bộ thực ra rất là ấm. Người ta luôn luôn nói rằng là ở Paris thì ở rất nhiều các thành phố, một trong những điều tốt nhất chính là chúng ta nên đi bộ. Đi bộ chính là cách để khám phá thành phố một cách dễ dàng nhất. Đây rồi, cầu Pont Neuf ở đây. Và mình vừa uống cà phê ở quảng trường Châtelet ngay gần đây. Bây giờ mình đang trên đường để đến cổng Hải Hoàn. Đó là trung tâm của thủ đô Paris. Đây là đại lộ Champs-Élysées, một trong những đại lộ lớn nhất của thủ đô Paris, và nó nằm ở trung tâm của thành phố. Và ngay trước mặt chúng ta đang là cửa hàng bán đồ lưu niệm của Paris Saint-Germain. Và cái việc mà Paris Saint-Germain đặt cửa hàng lưu niệm của mình ở Champs-Élysées, trung tâm của thành phố Paris, sẽ là một cơ hội rất là lớn để cho những khách du lịch và những người hâm mộ bóng đá có cơ hội để tiếp cận, có cơ hội để đến đây mua đồ lưu niệm của câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Mua những chiếc áo của Lionel Messi, của Mbappe, rồi là của Neymar. Và bây giờ chúng ta hãy cùng vào đây để xem trong này có những gì nha. À, bọn mình đang ở trong Paris Store, Paris Saint-Germain Store, cửa hàng bán đồ của Saint-Germain, áo của Messi. Cửa hàng này nằm ở ngay đại lộ Champs-Élysées của trung tâm Paris này, ngay cạnh cái cổng Hải Hoàn, áo của Messi này. Rất nhiều áo của Messi, số 30 của Messi. Để xem cái này bao tiền nào. 115 euro. 115 euro là khoảng 3 triệu hơn một chút. 3 triệu hơn một chút. Áo của Mbappe này. Áo của Mbappe là bao tiền? Còn là tầng 2 nữa cơ. Rất nhiều áo của Mbappe. Xem cái áo này, Mbappe bao tiền nha. Đây là những chiếc áo có số 30 của Lionel Messi đây. Một trong những chiếc áo rất chạy ở hàng Paris Saint-Germain này. Còn đây là chiếc áo của Mbappe. Rất nhiều các loại đồ lưu niệm này. Rồi là tất của Paris Saint-Germain này. Áo trẻ con, cả quạt nữa này. Đấy, cả quạt nữa này. Rồi ở đây có gì nữa? Móc chìa khóa này. Cái này bán bao tiền ra? 5 euro. 5 euro tức là 120.000. 120.000, 330.000 gì đó. Rồi là một bút. Cái đồ cho trẻ con à? Những chiếc khăn của Paris Saint-Germain, mũ của Paris Saint-Germain. Chúng ta có thể thấy là dòng người đang đứng thanh toán. Đồ đã mua ở đây rất là đông, và có lẽ là chiếc áo mà được bán chạy nhất trong những ngày vừa qua của Mbappe đây, cậu bé đang đứng chiếc áo Mbappe đây. Trước đó khi mà Lionel Messi đến đây thì chiếc áo bán chạy nhất là chiếc áo số 30 của Lionel Messi. Mẫu áo này bán không biết có được không?
Đây người ta bán cả áo của các cầu thủ nữ nữa. Và không chỉ có áo cầu thủ đâu, có cả áo tập rồi, rất là nhiều các loại áo khác nữa. Đi lên nơi thử quần áo cái học. Lát còn lên trên này xem có cái gì nữa. Đây là tầng 2 của cửa hàng bán đồ lưu niệm của Bay Sơn Anh. Đây là nơi mà người ta in áo này. Mình mua áo ở đây rồi mình in tên, rồi in số cầu thủ ở đây. Ta thấy rất nhiều cái tên ở đây. Đây là chụp ảnh để từ cùng với các cầu thủ vùng miền. Đây là bút à? Cào nhỏ. Bán là tay nghề đó này. Tay nghề. Ngày rất là đông. Ngày là ngày thứ 6, ngày thứ 7 nên là người ở đây mua đồ tham quan rất là đông. Mô này là 25 euro. 25 euro tương đương với bao nhiêu nhỉ? Gần 600 euro. Sổ đúng không? Cái ghép hình. Cái ghép hình, cái hình. Mình đang đội một cái mũ với giá là 17 euro. 17 euro thì không phần đến nỗi là quá đắt đâu. 17 euro là khoảng có 300-400 nghìn thôi. Và ở trong cửa hàng của Paris Saint-Germain trên đại lộ Champs-Élysées, đại lộ trung tâm của thủ đô Paris như này thì là những cái đồ như thế này thì rất là nhiều, rất là nhiều. Và mọi người thấy rồi đấy, mọi người thấy rồi đấy, rất nhiều người đang đến mua ở trong cửa hàng Paris Saint-Germain như thế này. Mình nhớ là lần trước thì cái cửa hàng này nó ở phía bên kia đường cơ, nhưng bây giờ đã chuyển về đây và có vẻ nhỏ hơn một chút, nhưng không sao cả. Không sao cả. Và theo như quan sát của mình thì từ nãy giờ những người mua chiếc áo 30 của Messi là vô cùng nhiều. Và mình rất mong một ngày nào đó các bạn cũng ở đây và có thể không mua cũng được, nhưng mà xem là người ta làm kinh doanh thương mại như thế nào, xem người ta kinh doanh các cái đồ liên quan đến các ngôi sao như thế nào. Ở đây có Sergio Ramos, có Mbappe, có Neymar, rồi là có Lionel Messi. Và tất cả mọi người đến đây đều cảm thấy rất vui vẻ và rất hạnh phúc. Và mình rất mong một ngày nào đó chính các bạn cũng có mặt ở đây và đội lên chiếc mũ như thế này lên đầu của mình.